Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện một cái đề thứ hai, đề 30 câu ha. Thì đã rất là lâu rồi kể từ cái đề thứ nhất, thì bây giờ chúng ta mới luyện tiếp cái đề số 2. Vì bữa giờ thì chúng ta cũng luyện theo cái lộ trình cái cuốn sách là Test Your English ha các bạn. Thì hôm nay chúng ta cũng có 30 câu để luyện, thì trước khi mà bước vào chữa đề thì các bạn hãy thử làm nhanh trong trong 30 câu này nha, tại vì nó ít à, cho nên các bạn hãy cố gắng lướt một lượt và thử làm, và sau đó chúng ta cùng nhau chữa đáp án nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống từng cái câu. Bây giờ các bạn nhìn này, câu thứ nhất cho tới câu thứ 4 nha. Rồi. Tiếp tục là câu số 5 cho tới câu số 7. Rồi tiếp tục câu số 8 cho tới câu 11. Câu 12. Câu 13 cho tới câu 14. Câu 15, câu 16 và câu 17. Câu 18 cho tới câu 21. Câu 22 cho tới câu 25. Rồi các bạn còn một cái, còn 5 câu còn lại sẽ là bài đục lỗ ha. Bài đục lỗ này, đây các bạn nhìn đoạn văn và sau đó chúng ta có 5 đáp án để các bạn điền vào. Ok. Rồi. Rồi các bạn hãy thử làm 30 câu này và bây giờ chúng ta sẽ quay lại, sau đó sẽ quay lại cái phần chữa nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chữa bài. Rồi chọn đáp án đúng ha. Rồi câu thứ nhất, Sarah couldn't meet us. Rồi Sarah thì đã không thể gặp chúng tôi được. Đó, điều này rất là tiếc ha, was a pity. Thì bây giờ các bạn sẽ có một cái chỗ trống ở đây. Và các bạn nhìn vào tất cả những đáp án này thì các bạn sẽ nhận ra một cái là nó đang cần điền một cái đại từ quan hệ ha. Khi mà các bạn thấy hầu như những cái đáp án là chỉ có duy nhất cái D này là cái chủ ngữ ít thôi, thì các bạn nhìn thấy ba cái đáp án còn lại đều là một cái đại từ quan hệ, thì các bạn sẽ nhận ra ngay là à, cái chỗ trống này nó đang cần điền một cái ngữ pháp gì đó mà liên quan tới đại từ quan hệ đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xác định thành phần trước đã nha. Thì các bạn sẽ có là Sarah couldn't meet us này á, nó là một cái mệnh đề chính luôn rồi và nó đầy đủ thành phần luôn rồi. Chúng ta có Sarah là chủ ngữ và tiếp tục động từ trong câu là động từ couldn't meet ha, là chúng ta có động từ chính của câu sẽ là động từ meet là gặp, và cái couldn't này á, nó là một cái trợ động từ ha, động từ khiếm khuyết đóng vai trò là một cái trợ động từ khả năng, và nó nằm ở thì nào các bạn, nó nằm ở thì quá khứ đơn ha. Nếu như mà ở hiện tại các bạn đã dùng can rồi, còn đây là quá khứ các bạn lùi về could ha, và nó đang ở dạng phủ định cho nên là couldn't. Rồi thì tiếp tục chúng ta có us là tân ngữ, vậy thì á, cái câu này nó đã đầy đủ thành phần rồi đó, và sau này các bạn có một cái dấu phẩy và tiếp tục thêm một cái mệnh đề tiếp theo. Vì sao mà chúng ta gọi là mệnh đề? Vì các bạn thấy chúng ta có chỗ trống này rồi đến to be was và đến tiếp ở pt là một cái bộ ngữ. Đây các bạn cũng để nhắc lại luôn, mặc dù đã nói rất là nhiều lần rồi, tuy nhiên nhắc lại cho các bạn luôn là vì sao khi các bạn đây, các bạn gọi đây là động từ và tiếp tục cái này các bạn gọi là tân ngữ, vậy thì sao mà cái này sẽ gọi là bộ ngữ là chữ C chứ không phải là chữ O ha. Đó. Ok rồi, thì khi mà các bạn gọi là tân ngữ thì nó đứng sau động từ này và nó chịu tác động của một cái hành động nào đó, ví dụ gặp ai, gặp các bạn, thì các bạn cứ dịch ngược lại là chúng tôi đã được gặp, cụ thể như câu này luôn, đã không thể gặp và không 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 thể được gặp, kiểu như vậy đi ha. Rồi thì trong trường hợp mà nó các bạn dịch ngược lại và các bạn thấy là cái người đó bị tác động một cái hành động gì đó thì các bạn chứng tỏ là sau này chúng ta sẽ gọi là tân ngữ. Còn bên này á, nó đứng sau động từ to be này, nó không phải là đứng sau một cái động từ thừa, một cái hành động gì hết, và nó hoàn thiện nội dung của câu. Thì các bạn thấy là thường các bạn gọi là bộ ngữ nếu mà nó đứng sau động từ to be hoặc là những cái động từ nối ví dụ như become, get chẳng hạn ha. Rồi thì đó là điểm khác nhau, lại tại vì nó cũng đều là đứng sau động từ, tuy nhiên là tên gọi nó khác nhau. Thì các bạn để ý một chút, thực ra là cũng không bắt buộc là các bạn phải phân biệt, nhưng mà tại vì mình làm các bài tập gì thì mình cũng xác định thành phần rõ thì mình mới làm được kỹ được, thì thực ra là thôi thì chúng ta để ý luôn ha. Ok rồi, thì mình đã có đây động từ và đây là bộ ngữ. Vậy thì trước này nó sẽ là cái chủ ngữ của câu. Vậy thì các bạn thấy là đây cũng là một cái mệnh đề và đây cũng là một mệnh đề ha. Và các bạn có dấu phẩy thì đây chúng ta sẽ gọi là một cái mệnh đề quan hệ
Đó, để bổ nghĩa thêm cho nguyên cái mệnh đề này trước luôn. Nếu như nhìn mà trong những cái video bài tập trước mà chúng ta học á, thì các bạn đã học cái mệnh đề quan hệ mà để bổ ngữ cho một cái thành phần của câu thôi, ví dụ như bổ ngữ cho chủ ngữ hoặc là tân ngữ chẳng hạn. Còn nguyên cái mệnh đề quan hệ này nó sẽ bổ ngữ cho nguyên cái mệnh đề này luôn, là Sarah đã không thể gặp chúng tôi, điều này quả là một điều đáng tiếc ha. Thì thành thử ra là các bạn sẽ chọn một cái được đại từ quan hệ nào mà nó để thể hiện, nó thay thế luôn cho cả cái mệnh đề. Nếu như trường hợp mà nếu mà nó thay thế để bổ sung nghĩa thêm cho tân ngữ chẳng hạn, là ví dụ đây đi, thì cái us này là chỉ người, thì thường là các bạn sẽ chọn ngay cái từ who hoặc là home đó, thì nó là chỉ bổ sung nghĩa cho cái tân ngữ đứng trước nó chẳng hạn ha. Còn đây các bạn thấy là nó đã có cái dấu phẩy ở đây này, đó cái mấu chốt là nó dấu phẩy ở đây. Khi mà các bạn để ý một cái mệnh đề nó có cái dấu phẩy, thì các bạn biết là cái sau này nó sẽ cần một cái đại từ quan hệ mà thay thế luôn cho cả cái mệnh đề dài này luôn. Việc mà Sarah không thể gặp chúng tôi thì rất là một điều đáng tiếc. Cho nên là khi mà các bạn dùng cái đại từ thay quan hệ á, mà bộ thay thế cho nguyên cái mệnh đề á, thì các bạn sẽ dùng cái đại từ quan hệ là which ha, việc mà, cái mà đó, các bạn ghi gì ra. Còn cái từ what này là từ hỏi, là không rồi này, cái mà. Tuy nhiên là khi mà các bạn dùng cái đại từ quan hệ thay thế, thì các bạn nhớ là khi mà thay thế cho chỉ vật thì các bạn dùng which này, chỉ người thì các bạn dùng who này, đúng không? Cái từ that này các bạn cũng dùng được là thay thế cho who hoặc là which luôn. Tuy nhiên là ở đây trong trường hợp các bạn thấy dấu phẩy ở đây này, mà trong cái trước cái mệnh đề chính này rồi đến một cái dấu phẩy hoặc là một cái thành phần cần bổ ngữ mà rồi đến một cái dấu phẩy và tiếp tục một cái mệnh đề quan hệ ở sau, thì các bạn nhớ là đã có dấu phẩy thì các bạn không được dùng that nha. Đó, cái mấu chốt là đó, như vậy. Rồi rồi cái it này là càng không, nếu mà nó chấm câu luôn á thì các bạn dùng it này. It was a pity đó. Còn đây là dấu phẩy chứng tỏ là cái câu này này, quên nguyên cái câu dài này, nó là một cái câu phức ha. Câu phức là từ hai cái mệnh đề mà rút gọn lại thành một cái câu các bạn đó. Thì đây là câu phức trong trường hợp mà nó tách ra thành hai cái câu đơn, có nghĩa là Sarah couldn't meet us là chấm câu này, rồi tiếp tục nữa đó là một điều đáng tiếc, thì các bạn có thể dùng là it hoặc là that ha, that's what a pity hoặc là it was a pity đó. Thì khi mà dấu chấm câu riêng rẽ thì các bạn dùng được cái chủ ngữ it, nó là đại từ làm chủ ngữ ha. Còn đây là dấu phẩy chứng tỏ ở đây nó là một cái mệnh đề quan hệ để bổ sung nghĩa cho cái mệnh đề trước này luôn. Việc Sarah không thể gặp chúng tôi này là một điều đáng tiếc ha. Rồi thì các bạn cứ để ý là trong trường hợp mà cứ dấu phẩy rồi sau này nó có hay có cái dấu hiệu lắm, ở pity hay là ở sorrow, một nỗi buồn chẳng hạn, thì thường ở đây nó which ha. Rồi câu số 2 nha, nếu như mà giải thích kỹ như vậy rồi mà trời, cái câu có một câu thôi mà giải thích quá trời dài luôn, nếu mà các bạn còn vẫn chưa hiểu thì comment ở dưới nha. Rồi câu số 2 này, Mary showed me some pictures by her father. Chúng ta sẽ có động từ paint là vẽ ha. Mary đã show cho tôi mà một vài bức tranh mà ba tôi vẽ. Rồi bây giờ các bạn có ở đây một cái chỗ trống và cái phương án ở dưới đây, các bạn thấy cái động từ paint chứng tỏ là ở đây cái vị trí các bạn điền nó sẽ là một cái động từ. Rồi bây giờ mình xác định thành phần của câu này, mình có Mary là chủ ngữ và tiếp tục động từ là showed, đúng không? Đó, tiếp tục me là tân ngữ và some pictures này cũng là tân ngữ luôn. Cái câu này nó có hai tân ngữ các bạn, tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp ha. Các bạn khi mà học tân ngữ trực tiếp và gián tiếp là trong cái phần câu bị động, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên kênh học về hình nha. Rồi, thì mình có ở đây là Mary là chủ ngữ rồi, và đây là động từ và đây là tân ngữ ha. Thì chứng tỏ là cái câu này nó đã đầy đủ thành phần rồi. Cái showed này á, nó là động từ chính của câu, nó đang chịu thì quá khứ đơn thêm ed này, các bạn đọc là chờ ha. Rồi thì sau này tự dưng nó lại có một cái động từ nữa đó, thành thử ra các bạn thấy là ủa, đây cũng có một động từ mà đây đã là động từ chính của câu rồi, thành thử ra các bạn cần biết là cái động từ sau này nó phải có một cái dạng gì đó, và nó tất nhiên nó sẽ không phải là cái động từ chính của câu ha. Thì bây giờ mình có là một vài bức tranh mà mấy cái bức tranh đó là được vẽ bởi cô à, bố của ấy, đúng không các bạn ha. Thì các bạn biết là sau này nó sẽ làm giống như một cái mệnh đề quan hệ vậy đó, và nó đang ở dạng rút gọn thôi. Nếu như mà các bạn viết đầy đủ cái mệnh đề quan hệ ở sau này để bổ ngữ cho cái some pictures này á, thì các bạn sẽ có là which hoặc là that nha, để viết cho which cho các bạn. Rồi thì ở đây mình có thì quá khứ đơn luôn, thì mình sẽ có là được vẽ này, tại vì tranh thì đâu có tự vẽ được đâu, đúng các bạn, thì mình sẽ có được vẽ và đến by her father. Đó là nếu như mà viết một cái câu đầy đủ mệnh đề quan hệ thì mình sẽ có là Mary này showed me some pictures which were painted by her father. Mary đã chỉ
bày ra cho tôi xem một vài cái bức tranh mà được vẽ bởi bố tôi. Đó là các bạn biết là trong trường hợp này thì nó, nếu mà viết như thế này này thì nó sẽ là một cái mệnh đề quan hệ để bổ ngữ thêm cho cái tân ngữ này ha. Và cái tân ngữ này là chỉ vật, cho nên chúng ta có đại từ quan hệ là which thay thế ha, đóng vai trò là chủ ngữ. Và tiếp tục cái động từ tiếp theo của trong cái mệnh đề quan hệ này thì chúng ta sẽ chia dạng bị động là được vẽ ha, tại vì tranh nó không thể tự vẽ được mà nó phải được vẽ bởi bố tôi. Các bạn có by cũng tất nhiên ở sau nó này ha. Thì mình sẽ có bị động là be cộng với p, ok. Là be là thao thể quá khứ đơn này, vì các bạn thấy dấu hiệu ở đây là show nào nó chia ở quá khứ, cho nên cái nguyên cái câu dài này nó cũng phải cùng thì với nhau. Là chúng ta có were là cho thể quá khứ đơn và cho chủ ngữ số nhiều là pictures ha. Tiếp tục động từ pp chúng ta có paint là painting. Ok, là nếu như mà viết một cái câu đầy đủ thì nó sẽ như vậy. Mà trong trường hợp này các bạn thấy ở đây nó có điền một cái động từ thôi. Nên thực ra là chúng ta không thể viết một cái nguyên cái câu dài như thế này được rồi. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể điền được cái động từ vào đây mà để nội dung đúng? Có nghĩa là đây là cái dạng là rút gọn mệnh đề quan hệ. Mà rút gọn là sao? Rút gọn là khi các bạn rút gọn xong thì các bạn sẽ không cần phải có chủ ngữ và cái có thể là trợ động từ nữa, mà các bạn chỉ cần điền cái động từ chính của cái mệnh đề quan hệ này vào thôi ha. Các bạn cần phân biệt ra là đây là mệnh đề chính này và đây là một mệnh đề phụ. Và ở đây mà nó không có mệnh à, không có đại từ quan hệ bỏ vào đây thì các bạn biết là à, cái động từ cần điền ở đây nó đang là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ đó. Mà rút gọn thì chúng ta chỉ cần điền động từ vào đây thôi. Và rút gọn thì chúng ta sẽ có hai dạng là chủ động với bị động. Thì trong trường hợp này cái bức tranh này là được vẽ, cho nên nó sẽ là rút gọn của dạng bị động, thì các bạn chỉ cần đưa cái động từ paint vào đây thôi, cho nên mình sẽ có phương án D là phương án chính xác. Còn một cái loại rút gọn mệnh đề quan hệ nữa là thêm doing, là ví dụ như động từ không phải là painted là thêm ed cột 3 nữa, mà nó sẽ là painting, là trong trường hợp nếu như mà cái thành phần cần bổ ngữ trước đó không phải là vật á, là mà bổ sung cho chỉ người, các bạn người nào làm cái việc gì đó, người mà ha, ví dụ who paint chẳng hạn, người mà vẽ chẳng hạn, thì trước đó thì các bạn mới thì các bạn sẽ chuyển thành là painting chứ không phải là painting. Ok, chúng ta sẽ làm nhiều bài tập hơn để các bạn sẽ hiểu. Nói chung là cái này nó đang là rút gọn mệnh đề quan hệ này, tại vì nếu như mà viết đầy đủ cái mệnh đề quan hệ thì nó sẽ như này. Mà ở đây cái chỗ trống này có cần cái một cái chỗ trống thôi, thì các bạn biết là ở đây nó đang là rút gọn rồi, thì các bạn chỉ cần điền cái động từ vào đây. Vậy thì động từ ở trong này đang ở dạng bị động mà, đúng không? Thì các bạn rút gọn, các bạn cũng đưa cái động từ bị động vào. Some pictures đấy là painted by her father. Ok rồi, câu số 3, listen, nghe này. They, đến chúng ta có about the exhibition that's shown them, là lắng nghe này, họ đang nói về cái buổi triển lãm mà, cùng tham gia với họ đi nào. Các bạn có một cái dấu hiệu rõ ràng ở đây luôn là cái từ listen chấm than. Khi mà một cái động từ thêm dấu chấm than cảm thán vào là nó là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, một cái hành động gì đó đang diễn ra ở thời điểm hiện tại và người ta phải thốt lên, ví dụ nghe này, yên yên lặng nào ha, rồi định keep silence đó các bạn, hoặc là look nhìn kìa, hoặc là be careful cẩn thận đi. Đó thì thường nó sẽ có một cái động từ và sau đó là các bạn sẽ có một cái dấu chấm than cảm thán là nó đang là ở thời điểm hiện tại luôn, nó thốt lên, có nghĩa là có một cái việc gì đó đang xảy ra để mà người ta phải thốt lên như vậy, thì chúng ta sẽ có dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Rồi cấu trúc của một cái thì tiếp diễn là thì các bạn có là be cộng verb ing, và tùy cái mạng thì hiện tại quá khứ hay tương lai các bạn sẽ chia cái to be đó. Thì ở đây hiện tại tiếp diễn là các bạn có to be ở hiện tại là am is are, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có đây là chủ ngữ thì chúng ta sẽ có to be là are thôi, và đến verb pp là talking, mình có phương án D hơi chính xác, are talking ha, about the exhibition đây. Cái chữ này này là có cái chữ h ở đây, tuy nhiên cái chữ h này là âm câm đó các bạn ha, exhibition chứ không phải là exhibition gì nha, cái chữ h này là âm câm đó. Đó cái từ này nó hay, rất rất là hay kiểm tra trong cái phần phát âm. Rồi last, cái từ last này là we shall các bạn, nó viết tắt là câu đề nghị ha. Rồi tiếp tục câu số 4, we need the repairs done as, cái cụm này thì các bạn gặp hoài luôn rồi đó, ngay nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể ha, as soon as possible ha, mình nhớ luôn cái cụm này ha. Câu số 5, the creation of natural reserves will have to ensure the rodent of many endangered species. Rồi, việc tạo ra các khu bảo tồn thiên nhiên thì sẽ giúp đảm bảo là cái sự tồn tại luôn, dịch luôn ha, sự tồn tại của nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Rồi thì bây giờ chúng ta có một cái dấu hiệu ở đây để các bạn biết là các bạn sẽ điền cái từ loại gì.
Khi mà các bạn thấy mà cái những cái đáp án mà nó cho mấy cái từ này đều nó tương tự nhau ha, các bạn thấy survive rồi đến là survival, survivor và survivable ha, thì nó các bạn thấy nó có tương tự không? Nó là tương tự, chứng tỏ là cái chỗ trống mà các bạn cần điền nó sẽ là bài tập về từ loại ha, chứ không phải là về thì động từ hay là về dạng, mà nó sẽ là về từ loại là danh từ hay động từ hay tính từ hay trạng từ. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ có một cái hai dấu hiệu luôn cho các bạn. Thứ nhất là dấu hiệu từ, vì các bạn có mạo từ từ sau từ hoặc là ở ẩn thì các bạn sẽ cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ. Thứ hai nữa các bạn có ở, thì các bạn sẽ có ở đây điền dấu hiệu ở đây thì các bạn biết ngay là ở đây sẽ cần một cái từ loại là danh từ ha, tại vì mình có từ này và lại còn danh từ of danh từ nữa, cái gì của cái gì, nên thực ra cái chỗ trống này các bạn đã chắc chắn là danh từ rồi ha. Rồi danh từ thì bây giờ mình có cái thứ nhất là cái a này là động từ rồi này, đó survive tồn tại ha. Rồi survival thì các bạn sẽ thấy đuôi al thì thường là các bạn sẽ nghĩ là nhầm lẫn là tính từ, tại vì thường là mấy cái đuôi al thì nó hay là tính từ á. Ha. Rồi cái or này là danh từ nè. Rồi mình sẽ có mấy cái từ mà các bạn hay hay đổi, ví dụ như là after rồi cái chẳng hạn đó, nó có đuôi or thì là danh từ ha. Rồi survivable cái đuôi able này là tính từ này, các bạn loại ngay này. Rồi bây giờ còn hai cái từ này các bạn sẽ phân vân. Thì khi mà đuôi or là chỉ người rồi. Đó. Thì người 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 tồn tại, người sống sót thì cái này không phải rồi, sao mà đảm bảo người sống sót được đúng không? Cho nên là các bạn sẽ loại cái này trong trường hợp các bạn không biết nghĩa của survival. Đó thì cái này là danh từ của động từ survive nha các bạn. Cái này là sự tồn tại. Đó, rồi mình sẽ có cái từ này. Rồi, việc tạo ra các bạn có dấu hiệu ở đây nữa. À các bạn để ý ở đây chúng ta có này the này, rồi đến danh từ creation này. Rồi tiếp of này, đấy, nó y chang với này luôn. Danh từ này. À, cái mạo từ rồi đến danh từ này, rồi đến là thêm một dạng nữa là danh từ of danh từ ha. Rồi tiếp tục động từ thì chúng ta sẽ có là động từ help là giúp đỡ ha, và nó đang ở thì tương lai trơn, là có cái trợ khiếm khuyết là will và have to verb này, giúp đỡ làm cái gì ha, giúp làm cái gì đó. Rồi những loài có nguy cơ tuyệt chủng đang bị đe dọa là các bạn endanger, là cái endanger là làm nguy hiểm, đe dọa ai đó, thì các bạn thêm ed thì nó cũng có cái tính là thành cái tính từ các bạn ha, bị đe dọa mấy cái loài mà đang có nguy cơ bị tuyệt chủng là species. Rồi câu số 6, the council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our oil. Cái này các bạn có dấu hiệu rõ ràng luôn. À rồi, cái này các bạn có health, healthy, unhealthy and helpful. Thì những cái đáp án này nó đều tương tự nhau. Thì lại tiếp tục là cái chỗ trống cần điền nó sẽ là bài tập về từ từ loại đúng không các bạn, hai danh từ động từ hay tính từ. Thì bây giờ từ loại thì mình cần điền vào đây là các bạn có dấu hiệu là từ are, là tính từ sở hữu ha. Ví dụ các bạn có my name là tên của tôi, là cái từ my đó là tính từ sở hữu đứng trước danh từ để bổ ngữ cho cái danh từ phía sau. Thì cái are là của chúng ta, của chúng tôi, thì nó là tính từ sở hữu thì nó tính từ thì nó phải bổ ngữ cho danh từ chứ đúng không các bạn, cho nên vị trí sau này chúng ta sẽ cần cái danh từ. Thứ hai nữa các bạn cần lưu ý là đã là tính từ sở hữu rồi ha, mấy cái tính từ sở hữu này không thể đứng một mình được đâu. Ví dụ các bạn có chủ ngữ I thì các bạn đứng được, cái tân ngữ me thì các bạn đứng được, tuy nhiên các bạn không thể đứng cái từ my trơ trơ vậy được, mà sau đó phải có một cái danh từ đi kèm ha. Thì giống như cái từ our này thì là we là chủ ngữ và đến us là tân ngữ đó, chứ còn cái từ our này là các bạn không thể đứng một mình được đó, phải có cái danh từ đi kèm vì nó là tính từ sở hữu ha, cái gì của ai đó. Ok, vậy thì mình sẽ tìm danh từ ở trong này, thì là danh từ là cái phương án A thôi, health là sức khỏe ha, cái B này là tính từ healthy là khỏe mạnh, unhealthy là không khỏe mạnh ha, healthful là tốt cho sức khỏe. Vậy thì bây giờ mình đã có phương án này rồi. Hội đồng này đang có ý định là nâng cao nhận thức về tác động của ô nhiễm giao thông lên sức khỏe của chúng ta ha. Stop smoking or you'll be ill, the doctor told me. Ngừng hút thuốc đi, nếu không là mày sẽ bị ốm đó, bạn sẽ bị ốm đó, bác sĩ bảo với tôi như vậy. Rồi thì các bạn thấy là khi mà một câu mà có cái ngoặc kép như này này, và sau này có mấy cái động từ thường thuật như thế này, told rồi asked rồi đến là advised kiểu như vậy ha, thì những cái đáp án này các bạn biết ngay là à, chúng ta đang làm một cái bài tập về tường thuật lại câu ha, câu tường thuật, câu gián tiếp. Thì các bạn sẽ căn cứ vào cái dấu hiệu là thứ nhất là nhiều khi nó sẽ có cái động từ tường thuật ở sau này, nếu không đi nữa thì các bạn sẽ vào tự phụ thuộc vào cái nội dung câu để các bạn biết là cái câu đó đang là câu khuyên hay là câu
ra lệnh hay là câu mắng hay là câu để mà nhắc nhở đó, nó sẽ có những cái loại như vậy ha, để chúng ta sẽ lựa một cái động từ tương ứng. Thì bây giờ mình có câu thứ nhất này, I was ordered not to smoke to recover from illness. Thì cái order này là ra lệnh này, tôi đã bị ra lệnh là không được hút thuốc để mà hồi phục khỏi bệnh của tôi. Thì cái này là có phải ra lệnh luôn không bạn? Không đúng không? Là cho dù là không có cần dịch nghĩa đi nữa, nó sai về nghĩa. Và thứ hai nữa là nó không có đến mức là phải là bị ra lệnh hết. Cái này bác sĩ chỉ đang bảo mình là khuyên thôi mà, nếu không thì này, o này là chỉ khuyên thôi ha, dựa vào cái chữ o này là các bạn biết. Cho nên là cái này là các bạn sẽ không thể chọn này. Thứ hai nữa là cho dù khuyên ha, tôi được khuyên là không hút thuốc để mà hồi phục khỏi khỏi cái bệnh của tôi á, thì không phải, cái này chỉ là đừng hút thuốc, nếu không là sẽ bị bệnh thôi, chứ không phải là ngưng hút thuốc để mà khỏi bệnh ha, cho nên là sai về nội dung nữa. Rồi tiếp tục câu số 2, I was warned, rồi tôi đã được cảnh báo là against smoking là không hút thuốc, không hút nhiều thuốc, tôi đã được cảnh báo là không hút nhiều thuốc này. Thì câu này có vẻ hơi hơi xem thì chúng ta cứ để đó đi ha, rồi cho các bạn. Và động từ warn là cảnh báo này, cảnh báo làm cái gì ha. Rồi thì câu này đang là bị động là tôi được cảnh báo. Rồi tiếp tục này, the doctor advised me là bác sĩ đã khuyên tôi là give up smoking này, chấm dứt việc hút thuốc để mà gì, avoid illness, để tránh mấy cái căn bệnh đó. Thì cái này đúng nhất rồi đó, advice là khuyên ai làm cái gì đúng không các bạn, hay ngừng hút thuốc đi nếu không là sẽ bị bệnh đó. Đó thì bác sĩ khuyên tôi là nên ngừng hút thuốc để mà tránh bị bệnh sau này nè. Đó thì người này chưa có bị bệnh đúng không các bạn, đó bác sĩ chỉ bảo là ngừng hút thuốc đi nếu không thì sẽ will nè, sẽ bị bệnh, chứng tỏ là bây giờ đang nhắc nhở thôi để mà tránh việc bị bệnh sau này, cho nên mình sẽ có phương án C là phương án chính xác nhất ha. Rồi cái D này là suggested là đề xuất tôi là hút thuốc để mà trị bệnh là không đúng, là sai nội dung này. Rồi bây giờ mình phân tích nè, tôi đã được cảnh báo là không hút nhiều loại thuốc là nó đúng chỉ một nửa thôi, nó còn thiếu cái là để mà tránh bệnh, tránh bị bệnh tật nữa. Cho nên nếu như mà cái này trên này mà to avoid illness thêm vào thì các bạn cũng dùng được cái câu này ha, được cảnh báo là không hút thuốc, ok thì các bạn vẫn dùng được, nên cái này đang thiếu nội dung cho nên chúng ta không chọn được ha. Rồi bây giờ phân tích cái câu này, chúng ta có the doctor là chủ ngữ và tiếp tục động từ là advised là nó chia thì quá khứ đơn ha. Đó mình tường thuật lại bằng câu gián tiếp mà, đã khuyên thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc là advise rồi đến someone rồi đến là to verb something, nó giống như động từ told hay là ask hoặc là order vậy đó, là bảo ai đó làm gì, khuyên ai đó làm gì, này thì ai làm gì ha. Những cái động từ tường thuật thì các bạn sẽ có sau đó là sẽ là to verb ha. Đây động từ này rồi đến tân ngữ chỉ người ha, someone rồi đến là to verb, có nghĩa là to cộng động từ giữ nguyên đó các bạn. Đó, khuyên ai làm cái gì này, advise someone to do something ha. Rồi sau give up thì các bạn, sau giới từ thì các bạn động từ thêm doing, cho nên mình có smoking ha. Và tiếp tục to avoid này á, là nó chỉ mục đích ha. Đó, để các bạn đã hoàn thành xong một cái mệnh đề trước này rồi, và sau này các bạn cần thêm một cái bộ ngữ nữa là chỉ mục đích để làm cái gì đó thì các bạn sẽ có là to avoid hoặc là for cộng verb in ha, for avoiding cũng được. Ok, rồi là chúng ta xong cái câu này nha. Rồi câu số 8. Like some more beer, he asked. Bạn dùng thêm một ít bia nha, thêm bia nha, anh ta hỏi, cứ để nó đi. Anh ta hỏi tôi là, rồi cái câu này khi mà các bạn dùng trong trên câu này là câu trực tiếp có dấu ngoặc kép nè, và khi các bạn tường thuật lại thì các bạn không có được bê nguyên cái câu trong ngoặc kép xuống, would I like này đó, cho nên là chúng ta không được chọn như thế này ha. Các bạn thấy một từ good đứng trước chủ ngữ vậy là không được rồi, là sai nè. Rồi anh ta muốn mời tôi một cốc bia, wanted to invite me for a glass of beer. Đây có phải là mời một cốc bia không bạn? Không đúng không? Sai nội dung này. Chứ còn về dạng là đúng nha. Rồi tiếp tục. He offered me some more beer. Anh ta đề nghị cho tôi thêm bia. Thì các bạn sẽ căn cứ vào một cái dấu hiệu là good like mà chúng ta đã học rất là nhiều trước đó rồi. Khi bạn dùng cấu trúc good like là lời mời mà, mời thêm bia ha, chứ không phải là hỏi. Mời mang tính là mang hướng thiên về cái hướng lời mời hơn là việc hỏi là có hay không. Đó, nó thiên về lời mời. Đó. Thì khi mà đã có lời mời good like về rồi thì chúng ta sẽ dùng cái động từ thường thuật là offer, đề nghị ha, đề nghị đề xuất. Đó, dâng hiến này kia offer ha, đề nghị. Anh ta đề nghị tôi là thêm bia thôi thì chúng ta sẽ có động từ offer ha. Rồi bây giờ mình phân tích này, chúng ta sẽ có động từ ask, hỏi. Thì khi các bạn tường thuật là lại một cái câu hỏi nha, đây là câu lời mời nhưng mà câu hỏi ha, thì khi tường thuật là một cái câu hỏi các bạn sẽ dùng cái từ if hoặc là whether, liệu là
là câu hỏi yes no question đó các bạn ha, có hoặc không á. Liệu là như thế nào đó thì các bạn sẽ có if hoặc là whether, rồi đến chủ ngữ, rồi đến động từ lùi thì. Rồi tiếp tục cái want đây, các bạn sẽ có động từ want cộng với to verb là muốn làm cái gì đó, các bạn có động từ want này đó, và tiếp tục sau want thì các bạn sẽ phải có là to verb ha, muốn làm cái gì. Rồi invite me thì động từ invite là mời, thì mời someone á là các bạn có đại từ tân ngữ sau là mời, mời mời để dùng cái gì là các bạn sẽ có invite for ha. Rồi offer, rồi cái này là đều là tường thuật lại cho nên các bạn thấy nó động từ nó thêm ed, nó chỉ là dạng quá khứ đơn hết nè ha. Rồi ask the ha, cái này cutter, cái này want it, cái này offered. Ok rồi câu số 9, my brother anh trai của tôi thì đã mua một cái xe thể thao. Oh, sorry cái từ sports này ha, sao lại if he, nếu như mình ta có tiền thì bây giờ mình sẽ có ở đây là các bạn có cái từ if nó đứng ở đây, thế bạn biết ngay cái câu này câu điều kiện rồi, nó không phải là cái câu tường thuật câu hỏi giống như ở trên này ha. Đó tại vì các bạn thấy ở đây chúng ta đâu có cái động từ tường thuật đâu, nên không phải là câu tường thuật câu hỏi mà là câu điều kiện nếu như thì. Thì các bạn sẽ thứ nhất là cái mệnh đề trước if này. Rồi các bạn nhìn vào những cái đáp án ở đây, các bạn có động từ bought là quá khứ của động từ buy ha. Tất cả những cái đáp án này đều như vậy. Thì chứng tỏ là ở đây nó sẽ có một cái động từ thì quá khứ, thì chứng tỏ đây không phải là điều kiện loại một. Tại vì loại một là những cái việc mà có thể xảy ra, có khả năng xảy ra. Ví dụ giống như là nếu như mà tôi học tốt thì tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra vậy. Có khả năng xảy ra cho nên các bạn dùng điều kiện loại một. Còn ở đây thì nó dùng động từ quá khứ đơn, chứng tỏ nó không phải là loại 1 mà nó sẽ thêm về loại 2 rồi. Ha, loại 2 hoặc loại 3 đi nữa ha, các bạn thấy một cái động từ trong quá khứ thì nó không thể xảy ra ở hiện tại. Đó, chứng tỏ là ở hiện tại là anh này không có tiền ha, nếu có tiền thì anh ta sẽ mua xe. Vậy thì đây là điều kiện loại 2 hoặc loại 3 nha. Rồi thì mình sẽ có trong cái mệnh đề điều kiện này nè. Mệnh đề chưa if á, nếu như anh ta có tiền thì các bạn sẽ không thể dùng cái trợ khiếm khuyết vào đây là could have này. Đó, rồi. Không thể dùng nha, mà nó chỉ dùng cái mệnh đề mà ở sau if thôi, có nghĩa là đã là mệnh đề trước if á, các bạn ghi nhớ một điều, đã là mệnh đề trước if là giống như loại một vậy đó. Loại một thì các bạn cũng không thể dùng will good will ở trong trong cái điều kiện trước if được, mà các bạn sẽ dùng ở sau. Thì cái này cũng vậy, nó chẳng qua là nó lùi xuống loại hai thôi, lùi thì xuống thôi. Thế bạn cũng cũng không thể dùng cái good ở đây được, là nó sai ở đây này ha. Rồi bây giờ mình sẽ có là goodbye với lại good board, và tiếp nữa là cái half này. Thì nhìn vào đây thì chủ ngữ là hay đi nữa ha, thì cho dù các bạn không biết điều kiện loại mấy đi nữa mà các bạn thấy tự nhiên cái động từ have ở đây là sai sai rồi, hay là chủ ngữ số x mà đây nó động từ have mà thế sai rồi. Vậy ví dụ như trong trường hợp mà cái này sửa thành cái từ has nữa đi thì liệu có được không các bạn? Các bạn sẽ thấy là mình đã nói là cái này là không phải điều kiện loại một, mà nếu mà ở đây dùng từ has là nó chia mệnh đề if ở thì hiện tại đơn, mà nếu ở đây là hiện tại mà ở trước này thì lại good là quá khứ rồi thì nó sẽ bị chênh lệch, thì các bạn sẽ thấy ngay là nó bị sai ở đâu rồi ha. Đó thứ hai nữa là sau động từ good, sau động từ khiếm khuyết good này các bạn đã được học là sau động từ khiếm khuyết thì động từ thường phải giữ nguyên, mà đây là động từ bought này là quá khứ đơn của động từ buy là mua, cho nên là không thể chia cái động từ ở sau cái động từ khiếm khuyết được, nên cái này sai hai cái ha. Rồi vậy thì mình sẽ còn duy nhất cái phương án B rồi là goodbye và had, thì các bạn có điều kiện loại 2 thì cái mệnh đề trước if thì nó sẽ là thì quá khứ đơn, giống như ở loại 1 thì các bạn sẽ có hiện tại đơn, thì loại 2 lùi về thôi thì các bạn sẽ có quá khứ đơn. Thì động từ have hoặc là has thì quá khứ đơn chúng ta sẽ có là had ha, anh ta có tiền. Và ở sau này chúng ta sẽ có là will thì sẽ lùi thành good ha, thì chúng ta sẽ có là good, và đến sau động từ khiếm khuyết thì động từ thường giữ nguyên cho nên mình có buy giữ nguyên. Rồi. Rồi thì chúng ta đã làm xong cái loại trừ này rồi ha. Rồi, và các bạn ghi nhớ là đã là mệnh đề trước if này, nếu như cái người nào đó làm cái gì đó thì đã là mệnh đề trước if thì các bạn không được để cái động từ khiếm khuyết vào trong cái mệnh đề trước if đó nha, mà cái mệnh động cái động từ khiếm khuyết nó sẽ để dành cho cái mệnh đề sau if á, ha. Rồi câu số 10, are you fed up? Rồi cái này các bạn có dấu hiệu luôn, fed up with là chán với nha, bằng cái từ bored các bạn ha, bored with á, chán với á. Rồi are you fed up with this job, bạn chán cái việc này hả ha. Rồi mình sẽ có giới từ with đi kèm là nguyên cái cụm này, các bạn nhớ luôn nha, fed up with là bằng với bored with là chán với cái gì. Câu 11, they didn't go out last night, họ đã không đi ra ngoài vào tối hôm qua, trời đã mưa rất là to, it rained heavily.
là cái từ heavily, là xuất phát từ cái tính từ heavy các bạn là nặng ha. Tuy nhiên là trong trường hợp mà mưa thì các bạn dùng là mưa to ha, người dùng cái heavily chứ không phải là mưa nặng đấy. À, nặng hạt đó. Đó, các bạn dịch là nặng hạt. Rồi còn về trọng lượng thì bạn sẽ dịch là cái gì đó nó rất là nặng ha. Rồi tiếp bây giờ mình sẽ có là cái này thì chọn cái liên từ để dựa vào nghĩa thôi các bạn, có unless là nếu không. Thì cho dù tại vì cái unless này là bằng cái if not là câu điều kiện đó các bạn, thì cho dù nó dùng được đi nữa ha, dùng cái được unless đi nữa thì các bạn dịch nghĩa thôi cũng được ha, dịch nghĩa thì thấy sai rồi, họ không thể đi ra ngoài nếu như mà trời không mưa nặng hạt vào tối qua là sai nghĩa rồi ha. Đó là chưa nói về cái cấu trúc của câu nha, mà cho dù là dùng nghĩa thì sai. Thứ hai nữa, nếu cấu trúc của câu mà dùng cái unless này là giống như mệnh đề if rồi thì sau này phải có cái good, đó là giống như ở câu điều kiện mình mới làm ở trên các bạn ha. Là cái này sai về nghĩa và sai về dạng luôn nha, sai cái thứ hai although là mặc dù trời mưa rất là to nhưng mà họ đã không đi ra ngoài hả ha. Nếu như mà cái này họ vẫn đi ra ngoài, they went out last night, thì các bạn sẽ dùng được, họ vẫn đi ra ngoài mặc dù trời mưa rất là to, các bạn sẽ dùng cái although được, because of là bởi vì họ đã không đi ra ngoài vào tối hôm qua bởi vì trời mưa rất là to, thì các bạn dịch qua thì các bạn sẽ chọn ngay cái từ này ha. Tuy nhiên nó sẽ có một cái dấu hiệu ở đây mà các bạn không nhìn được, it rained heavily là nó là mệnh đề rồi đúng các bạn. Chúng ta có it là chủ ngữ và đến động từ là rained đúng không, và heavily là trạng từ, thì nó đã đầy đủ thành phần của câu, nó là một cái mệnh đề rồi, và các bạn có cái of ở đây mà nhớ rồi, là đã là giới từ sau giới từ of thì các bạn phải cộng danh từ hoặc cụm danh từ. Thành thử ra là nếu như mà các bạn dùng muốn dùng because of ở đây á, thì các bạn sẽ sau này các bạn phải cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ. Còn nếu như các bạn muốn dùng cái từ because thì và ở sau này là mệnh đề, các bạn chỉ được dùng because of đây thôi, bởi vì cái việc gì đó xảy ra. Thì ở đây đã là mệnh đề rồi thì các bạn phải dùng mỗi cái từ because thôi. Còn đây ở because of mà sau giới từ các bạn sau because of thì các bạn phải cộng với danh từ hoặc cụm danh từ, thì các bạn sẽ có là bởi vì mưa to thì các bạn sẽ có because of heavy rain. Đó thì như vậy mới đúng. Còn đây là mệnh đề nếu các bạn không được dùng. Vậy thì còn một cái từ as. Là as là các bạn hay dịch là như, tuy nhiên nó vẫn có nghĩa là vì nữa nha. Đó. Giống như cái từ since là làm kể từ khi ở trong thì hiện tại hoàn thành, các bạn vẫn dịch là bởi vì ha. Đó, nó đa dạng như vậy. Câu 12, why don't you put better lock on the door, Barbara said John. Tại sao lại không có đặt một cái khóa tốt hơn ở trên cửa này, Barbara ha, có nghĩa là tại sao không làm cái khóa tốt hơn cho cái cửa, John nói. Thì đây chúng ta sẽ có động từ suggest là đề nghị ha. Đó, khuya nay làm gì này, why don't you. Cái từ why don't you này là tại vì thường các bạn sẽ dịch cái từ why là tại sao, thì nó đúng là tại sao, nhưng mà tại sao là nó sẽ có hai cái, là thứ nhất là tại sao không á, thì nó là một cái câu đề nghị là tại sao không làm cái này cái kia để mục đích là đề nghị người ta. Cái tại sao thứ hai có nghĩa là các bạn muốn tìm câu trả lời là bởi vì cái gì đó, thì khi trả lời khi mà họ dùng why thì các bạn sẽ trả lời là because, bởi vì đúng không. Còn cái câu này á, thì không phải là bởi vì mà chỉ là đề xuất là nên nên đặt cái khóa tốt hơn cho cái cửa thôi. Đó, tại sao lại không làm cái khóa tốt hơn cho cái cửa này, thì khi mà người ta trả lời là ừ thì tôi sẽ làm hoặc là không làm chẳng hạn, chứ còn không phải là bởi vì cái việc gì đó ha. Đó, nó có hai loại why nên các bạn cần phân biệt được. Và ở đây là không phải là câu, không phải là hỏi để tìm câu trả lời because, mà là chỉ là câu đề xuất, cho nên người ta dùng cái động từ suggest và nó là tường thuật lại, cho nên cho thêm đi suggesting ha. John đề nghị rằng Barbara là nên đặt cái khóa tốt hơn cho cái cửa. Thì mình có là đều giống nhau là John suggested nè, that Barbara chứ không phải Barry nha, sorry sai chính tả. Là rồi thì các bạn sẽ có should này, nên này, đó động từ suggest là should, hoặc là không có should cũng được ha, các bạn có thể bỏ hoặc là dùng cũng được. Rồi sau đó thì các bạn thấy rồi, câu này dễ lắm luôn. Cái từ should này là động từ khiếm khuyết là nên rồi. Thì chúng ta đã được học rất là nhiều là động từ khiếm khuyết, sau động từ khiếm khuyết thì động từ thường phải giữ nguyên. Thì thực ra là chúng ta sẽ giữ nguyên cái từ put, chứ các bạn không thể là put thêm s rồi putting rồi verb in rồi to put được. Đó, cho nên là các bạn sẽ có phương án A là phương án chính xác này. Thứ hai nữa, trong trường hợp chẳng qua cái này dễ cho các bạn là vì sao, là nó có sẵn cái từ put cho các bạn để các bạn nhận biết được là sau cái từ should động từ khiếm khuyết thì động từ thường phải giữ nguyên là put này. Còn trong trường hợp mà nó vứt từ should đi nha, có nghĩa là nó vẫn dịch nghĩa là nên chứ, như là người ta không dùng từ should, thì các bạn vẫn phải biết là chúng ta sẽ giữ nguyên động từ dù chủ ngữ là số ít hay số nhiều ha. Thì mình sẽ có là John, rồi đến là suggested, rồi đến là Barbara, rồi đến put a better lock on the door. Đó,
Nó có một điểm thú vị là bình thường mình có va cộng mệnh đề này thì mình sẽ tiếp tục mình có chủ ngữ và đến động từ đúng không? Thì thường mình sẽ chia cái động từ đó theo chủ ngữ. Thì nếu như mà ở đây nó không dùng từ should thì các bạn sẽ dùng là Barbara rồi đến là push thêm add rồi. Đó, nó là nó dễ sai như vậy. Tuy nhiên cái cấu trúc của cái câu này mà các bạn dùng suggest rồi á thì ở sau này các bạn nhớ là động từ phải giữ nguyên dù có put hay là không, à dù có should hay là không có should nha các bạn, thì động từ phải giữ nguyên mặc kệ nó là chủ ngữ tên riêng hay số ít hay số nhiều gì ha. Rồi, đó là một điểm lưu ý cho cái câu suggest này hoặc là mấy câu giả định khác nữa kìa. Rồi, chúng ta làm xong cái nào thì nó cái đó luôn ha, chứ không là nhiều quá. Câu 13 à, đây. It isn't necessary for you to finish by Thursday. Là không có cần thiết cho bạn để mà kết thúc trước thứ bảy đâu. Ok, thì cái trong cái trường hợp này cũng vậy, là bạn rất là cần thiết cho Barbara để mà đặt một cái khóa lên cái tủ chẳng hạn ha, thì các bạn cũng có thể dùng cái cấu trúc giả định là it is necessary đó, that rằng Barbara put a better lock on the door ha. Đó là một cái loại câu giả định mà động từ sau này vẫn giữ nguyên. Rồi bây giờ mình làm câu 13 nha. Cái chúng ta sẽ có động từ have to là phải, thì bạn không cần thiết là phải kết thúc trước thứ bảy đâu. Đó, thì bây giờ là bạn không cần phải thôi, thì mình sẽ có là don't. Thì sau don't là các bạn nhớ là đã là trợ động từ thì sau trợ động từ phải thường phải giữ nguyên, cho nên mình sẽ giữ nguyên have to thôi đúng không? Không thể là dùng has to này được. Cái này sai nè. Mà cho dù các bạn còn không biết sau từ don't thì các bạn cũng thêm từ do đây cũng được ha. Rồi. Nhưng mà vẫn phải nhớ là nguyên tắc là đã có trợ động từ rồi thì động từ thường phải giữ nguyên chứ không được chia. Cho nên mình sẽ có là don't have to. Rồi sau don't have to thì have to là một cái động từ khiếm khuyết, là giống như cái từ must là phải vậy đó. Thì sau động từ khiếm khuyết thì các bạn động từ thường phải giữ nguyên, cho nên mình sẽ có finish giữ nguyên chứ không thể là finish như thêm ed này được. Rồi không thể là be rồi đến động từ thường được ha. Đó không thể dùng cái dạng như này. Rồi các bạn đừng có thấy cái từ by là các bạn cứ tưởng là câu bị động nha. By cộng tác nhân, còn đây là by thời gian mà. Đây là trạng ngữ trị thời gian trước thứ bảy ha. Rồi mình sẽ có have to này là động từ khiếm khuyết, và sau động từ khiếm khuyết thì động từ thường giữ nguyên, cho nên mình có finish giữ nguyên ha. Bạn không cần phải kết thúc trước thứ bảy đâu. Câu 14, mom, mẹ, I've got 6 on the TOEFL test. Con vừa mới được 6 điểm trên cái bài test TOEFL. Rồi, thì mình có good way, cái kết đó là rất là tốt đó. You're right, là bạn đúng rồi. Oh, hard luck. Oh, trời ơi, may quá nhỉ. Rồi, good job, làm tốt lắm. Thì cái này là bạn này mách mẹ là đã được 6 điểm trên cái bằng này, thì mẹ khen good job thôi, làm tốt lắm con yêu ha. Rồi, câu trả lời này rất là dễ. Câu 15, I haven't eaten this kind of food before. Tôi là chưa có ăn cái loại thức ăn này trước đây hết. Đó, câu trải nghiệm đấy các bạn có before này, trước đây này, một cái dấu hiệu thời gian không rõ ràng. Thứ hai nữa, cái gọi là cái chỉ một cái câu mà chỉ có cái từ before trước đây thôi, các bạn có nghĩa là người ta sẽ chỉ về một cái hành động mà xảy ra không rõ ràng và có trải nghiệm, thì các bạn sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Cho nên ở câu này người ta dùng haven't eaten này các bạn. Đó, ha, hiện tại hoàn thành. Tôi chưa bao giờ ăn cái đồ loại đồ ăn này trước đây hết, thì đây là lần đầu tiên đúng không ạ? Khi các bạn viết lại câu mà có before và có phủ định trước này là chưa làm cái gì trước đây, thậm chí là người ta dùng cái have never eaten nữa kìa, là dạng khẳng hình thức khẳng định nhưng mà nghĩa phủ định đó các bạn ha, chưa bao giờ ăn trước đây. Thì các bạn khi mà viết lại câu thì các bạn sẽ dùng the first time, đây là lần đầu tiên, this is the first time nha các bạn. Đó, cái cấu trúc này this is time là không đúng này, loại ngay nhỉ. Mình sẽ có đây là lần đầu tiên tôi ăn cái này đúng không, nhưng không thể là đây là lần đầu tiên mà tôi không ăn được, cho nên mình sẽ loại cái này này. Rồi đây là lần đầu tiên tôi ăn, thì các bạn có là viết lại câu thì nó cũng sẽ là hiện tại hoàn thành giống như trên này luôn, mà nó chỉ khác nghĩa thôi đó. Trên này là chưa bao giờ ăn trước đây thì đây là lần đầu tiên tôi ăn, thì các bạn sẽ chuyển thành khẳng định thôi ha, mình sẽ dịch qua. Rồi thì mình sẽ có phương án D là phương án chính xác là have eaten. Rồi cái C này nè, cho dù mình không nói về nghĩa đi nữa thì các bạn thấy dạng ở đây thì không thể là have ate được, tại vì ate này là cột 2 của động từ eat là ăn, cột 3 mà mình đã có công thức là sau have thì phải là verb PP, thì không thể điền cái cột 2 được mà mình phải điền cột 3, cho nên mình có eaten. This kind of food. Đó, đây là một cái loại câu viết lại câu rất là thông dụng mà các bạn thường hay dùng luôn đó. Rồi thậm chí là người ta có thể thêm vào đây là have ever cũng được ha. Đó. Ok, rồi mình đã xong câu 15. Có thể là video dài rồi cho nên chúng ta sẽ dành thời gian 15 câu còn lại cho cái video tiếp theo nha. Rồi chúng ta hãy video tiếp theo chúng ta sẽ còn những cái câu trắc nghiệm như này, và phần quan trọng là một cái bài đục lỗ ha, bài đục lỗ homelessness là vô gia cư, tình trạng vô gia cư. Ok, khá là hay. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.